Thì giảng lại cái phần H3B4 tác dụng với NOH thì nó tạo muối nha các em. Ví dụ giống như cái dạng mà SO2 và NOH ở lớp 10 á, thì tùy theo tỷ lệ mol nó sẽ tạo ra muối khác nhau. Thì bây giờ giữa NOH và H3B4 á, nếu tỷ lệ mol mà 1 là lấy số mol của bazơ chia số mol của H3B4 và chúng ta chia ra 1 thì nó sẽ tạo muối NaH2B4, tức là muối số 1 ha, 1 natri. 1 natri thì phải 2 hydro. Đó. Nếu bằng 2 thì tạo ra muối Na2HB4. Đó. 2 natri thì còn 1 hydro. Nếu bằng 3 thì tạo ra muối Na3B4. Đó, nó có tại do H3B4 nó là axit 3 banat nên sẽ tạo ra 3 muối tương ứng. Thì ở đây nếu chúng ta chia tỷ lệ ra đúng bằng 1, 2 hoặc 3 thì nó dễ, nó tạo ra ngay muối đó luôn. Còn nếu tạo ra giữa chừng, ví dụ ra 1 hay 7 đi, thì nó nằm giữa 1 và 2. Như vậy nó sẽ tạo ra muối NaH2B4 và Na2HB4. Nếu mà nằm giữa 2 và 3 đó, nếu mà giữa 2 và 3 thì sẽ tạo ra muối Na2HB4 và Na3B4. Nếu hai trường hợp đó thì bắt buộc chúng ta sẽ phải là viết hai phương trình ra, đặt xi và lập hệ để giải. Còn nếu mà chia ra nhỏ hơn 1, nếu mà nhỏ hơn 1 thì trường hợp đó sẽ tạo ra muối NaH2B4 đồng thời H3B4 còn dư. Còn nếu mà chia ra lớn hơn 3 thì sẽ tạo ra muối Na3B4 và NaOH dư. Thì bữa hổm bài 1 chúng ta chia ra đúng bằng 2 và chỉ tạo ra một muối thôi. Thì viết phương trình ra thì số mol vô tính. Nói chung trường hợp mà ra 1, 2 với 3 thì rất là dễ, nó tạo ra ngay muối đó luôn ha. Chúng ta cứ viết phương trình ra rồi điền số mol vô là tính được. Rồi bây giờ chúng ta làm bài 2. Thêm 8,4 gram KOH và 100ml dung dịch H3B41M. Đề cầu chúng ta tính khối lượng mỗi muối thu được. Rồi các em làm thử đi. Các em làm thử rồi thì hướng dẫn giải. Nhất Huy làm thầy đi Nhất Huy. Tính số mol ra nhiêu em? Alo Nhất Huy. NaOH ra 0,15 thầy. À, cao H ra 0,15. Rồi H3B4 em. Dạ 0,1. 0,1. Tức là 0,15 chia cho 0,1 ra nhiêu em? Ra 1,5 đúng không? Ra 1,5 như vậy sẽ tạo ra muối gì em? Ra 1,5 như vậy tạo ra muối gì? Một phẩy năm mới nằm giữa 1 và 2, như vậy sẽ tạo ra một muối có 1 kali ha. 1 kali thì 2 hydro, KH2BO4 đó và K2HBO4. Kali và hydro chúng ta cộng lại phải đủ 3 mới được ha. Đó, cái làm sao làm mới đủ 3 là được. Đó, tạo ra muối 1 là muối KH2B4 và muối số 2 là K2HB4. Được chưa? Như vậy trường hợp tạo ra 2 muối thì chúng ta sẽ viết 2 phương trình ra. Tạo muối 1 thì là KOH cộng H3O4 sẽ ra KH2B4 cộng nước. Còn muối số 2 thì sẽ tạo ra là
K2HB4 cộng nước. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ đặt xy vào và lập hệ nha các em. Thầy đặt số mol ở trên là x mol. Đó. Cao H là x. Rồi. Qua H34 là x luôn. Rồi qua muối là x luôn. Rồi. Thầy để cho dễ các em. Mình để ý nè. Cái chỗ H34 lúc nào cũng là 1 hết á. Được chưa? Nên mình sẽ đặt số mol x và y vô H34 ha. Cho nó có hệ số 1 cho nó dễ làm hỏi chia phân số mất công. Đây. Như vậy H34 này là y, như vậy qua cao H sẽ là 2y. Qua K2HB4 là y. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ lập hệ phương trình. Được chưa? Mình có số mol cao H là 0,15. Như vậy mình sẽ có một phương trình là x cộng 2y bằng 0,15. Có x cộng 2y bằng 0,15. Rồi phương trình thứ hai là số mol H34 nha, là 0,1 nè. Như vậy sẽ có là x cộng y bằng 0,1. Được chưa? Huy bấm máy giùm thầy ra đi Huy, x y ra nhiêu em? Ok, 0,05. Y cũng ra 0,05. Các bạn bây giờ ta khi tính khối lượng mỗi muối thu được, như vậy mình sẽ thu được hai muối là KH2B4 và K2HB4 ha. Chúng ta tính khối lượng mỗi cái ra. Như vậy M của KH2B4 thấy 0,05 nhân nhiều kali là 39, 2 hydro là 2 cộng phốt pho là 31 cộng 16 nhân 4 là 136 bằng ra 6,8 nha. Khối lượng của KH2B4 kali là 39 nhân 2 cộng 1 cộng 31 cộng 16 nhân 4 là 174. Ra 8,7 ra. Rồi các em sửa vô. Đó, cách làm bài này là như vậy. Cái chỗ này bỏ.
Bài này các bạn nào thắc mắc gì không? Thi, Thi giờ em hiểu không Thi? Có hỏi gì thầy không Thi? Bữa hôm em vắng á. Sao sao Huy? À. Thảo có hỏi gì thầy không Thảo? Xong hết chưa tụi em? Chép xong hết chưa? Rồi qua bài số 3 nha. Bài 3. Trộn 300 ml NaOH 0,8m với 200 ml H3O4 0,5m. Tính nồng độ mol của các muối thu được. Rồi các em tính cho thầy đi. Thầy gọi đọc cho thầy. So làm thầy bài 3 đi so. Ừ, đọc cho thầy đi. Thầy lập tỷ lệ ra trước nè. Số mol của KNaOH trên số mol của H3O4 ra nhiêu em? NaOH nhiêu mol? Không phải 24 chia cho nhiêu em? Rồi 0,1. Rồi ra 2,4 đúng không? Rồi như vậy tạo ra muối gì vậy? Sao 2,4 tạo ra muối gì vậy? Hai phẩy bốn là nằm giữa 2 và 3 đúng không? Như vậy sẽ tạo ra muối 2 là Na2HB4 đó. Và muối gì nữa sao? Nào có muối số 3 mà. Muối số 3 mà sao Na2HB4 được? Không. Đúng rồi nè, 3B4. Được chưa? Như vậy chúng ta cũng viết hai phương trình ra ha các em. Cái đâu rồi?
Con làm gãi rồi. Đâu gãi? Thế rồi. Chắc cái gãi rồi. Muối 3 là 3NOH cộng H34 ra Na3B4. Cộng với 3 nữa. À, cách làm cũng như vậy ha các em. Chúng ta cũng đặt XY vào thì ngay chỗ này sẽ là 2 3Y ha. Đây là 3Y. Rồi đây là Y. Rồi thầy sẽ có là X cộng 3Y là số mol NOH nè. Ủa là 2X chứ. 2X cộng 3Y ha. 2X cộng 3Y bằng 0,24. Rồi X cộng Y bằng 0,1. So bấm máy thì ra bao nhiêu so? Ok, ở dưới không bị không bốn. Và bây giờ chúng ta tính nồng độ mol của cái muối thu được là tính CM ha. CM. Tính hay sao? Mình lấy 0,06 chia cho bao nhiêu em? Ở dưới 0,3 là sai. Chia 0,3 là sai. Rồi. Coi kỹ lại coi, đọc đề kỹ lại coi. Đúng rồi, mình chọn mà, mình chọn 300 với 200 ml là chúng ta được 500 ml. Chúng ta phải chia 0,5 ha. Đó, cẩn thận ra 0,12 m. Ở dưới chúng ta cũng vậy luôn, chia 0,5 ra 0,08 m. Rồi ok. Rồi các em sửa vô. Hay nó lại nha, lưu ý nha, khi chúng ta trộn á thì thể tích dung dịch nó sẽ thay đổi. Đó. Trộn 300 ml với 200 ml thì chúng ta sẽ được là 500 ml tất cả. Kiếm đi, tôi hỏi mẹ thôi coi. Rồi xong chưa các em? Thầy qua bài số 4 nha. À rồi, thầy đợi thầy. Ok.
Ok. Cái bạn khác xong chưa các em? Xong chưa Hiếu? À, mình qua bài số 4 nha. Xong cái phần này là mình sẽ làm thử cái đề thi giữa kỳ. Rồi, bài 4. Trộn lẫn 400 ml NaOH 0,75m với 200 ml H3O41m. Tính nồng độ mol của cái muối thu được. À, tương tự như vậy, đô làm thầy đô. Tính tính cho thầy. Ok, 0,3 chia 0,2 phải tạo ra muối gì đâu? Ok, đúng rồi. Như vậy mình sẽ viết hai phương trình ra, tạo ra muối 1 và tạo ra muối 2. Rồi, như vậy mình đặt x y x x x rồi 2 y y y ha. Rồi chúng ta sẽ có x cộng 2 y bằng 0,3. X cộng y bằng 0,2. Bấm máy tính thầy đâu, x y ra nhiêu em? X bằng 0,1, Y cũng bằng 0,1 luôn. Rồi. Rồi, tính nồng độ mol. Như vậy cũng có CM ha, CM của NaH2O4 bằng 0,1 chia cho bao nhiêu đâu? Đúng rồi, chia 0,6 ra nhiêu em? Nó ra lẻ mình làm tròn lấy hai số lẻ em. Rồi 0,1 166 đúng không? Làm tròn lên làm 0,17 chứ.
Rồi hãy qua bài số 5 nha các em. Bài 5. Trộn lẫn 100 ml cao H1,5m với 100 ml H341m. Tính nồng độ mol các muối thu được. Và cái bài này thì nó giống với bài số 1, bài số 2 hồi nãy ta làm. Mình lập tỷ lệ nhanh ra là 1,5. Rồi bài này thầy không giải nha. Các em tự làm được không? Bài này không giải nha. Bây giờ thầy sẽ lấy cái đề thi giữa kỳ cho làm thử. Đề này thì nó gồm từ chương 1 tới chương 2 luôn ha. Rồi chúng ta xem ta coi làm thử, ta ôn lại. Không biết chương 1 còn nhớ không nữa. Rồi quên thì xem lại nha. Rồi chạy làm luôn đi. Rồi vậy là ôn tập chương 1 và chương 2. Rồi câu 1, 1 điểm. Coi làm mấy điểm nha. Viết phương trình điện ly của CH3COH. Rồi Al2SO4 3 lần, NaHSO3. Rồi câu 1 này làm cho thầy nha. Dũng, Dũng làm thầy Dũng. Dũng làm thầy bài 1 này Dũng. Rồi CH3COH trước này. Thì điện ly thì mình lưu ý là một chiều hay là hai chiều ha. Rồi tạo ra cái gì? Mình đọc thầy dùng. CH3COH điện ly mạnh hay điện ly yếu em? Đúng rồi, mình dùng mũi tên hai chiều. Rồi tạo ra cái gì em? Sao điện ly mà CO2 vậy? điện ly là nó chuyển thành ion đó các em. Điện ly là quá trình phân ly thành ion của cái chất trong dung dịch. Quên rồi hả? Thành ion gì? Thì em tách nó ra. Đây CH3COH đúng không? Thì cái này là axit nè. Nó sẽ tạo ra gì? Tạo ra H cộng, cộng với gì em? Tạo ra ion H cộng và còn lại cái gì? CH3COO trừ. Đúng rồi. Đó. Nhớ không? Ha. Rồi chúng ta tiếp. Al2SO4 3 lần. Dũng đọc thay luôn đi Dũng. Al2SO4 3 lần. Đúng rồi, là 3 cộng. Mỗi tên 1 chiều hay 2 chiều em?
Đúng rồi, muối là chất điện ly mạnh ha, nên các em nên chúng ta dùng mũi tên một chiều. Kal3+ cộng SO4 2 trừ. Rồi chúng ta cân bằng đây là 2Al3 cộng và 3SO4 2 trừ. Rồi tiếp tục nha. Na2SO3 Na cộng cộng HSO3 trừ. Rồi HSO3 trừ nó sao nữa? Ở đây đây là gốc axit còn hydro nè, đúng không? Nên nó sẽ tiếp tục điện ly tiếp. SO3 trừ tiếp tục điện ly yếu. Mũi tên hai chiều. Ra gì ạ? Ra H cộng. SO3 mấy trừ? Đúng rồi. Rồi. Rồi các em sửa cho. Nói chung không không lâu quá không ôn cũng quên. Cái này là axit yếu nè. Và Al2O4 ba đầu là muối nè. Rồi cái NaHSO3 là muối axit. Thì muối axit sẽ điện ly ra ion và gốc axit. Do gốc axit còn hydro nên nó sẽ tiếp tục điện ly tiếp. Rồi mình qua câu 2 nha tụi em. Câu này xong chưa? Mình qua câu 2 nha. Thực hiện chuỗi phản ứng. Rồi coi đề suy nghĩ đi.
Cẩm Ly làm thầy số 1 với số 2 Cẩm Ly. Bạn như chat làm sao ra NO2 không? Rồi, và mình đem đi nhiệt phân đúng không? Tới độ đúng không? Rồi. NO2 làm sao ra HNO3 không? Cộng H2O chứ. Cộng H2O chứ. Đúng không? Ừ, đúng rồi. Đúng rồi. Phản ứng số 1 chúng ta đem đi nhiệt phân ha các em. Bạc nitrat nhiệt phân ra bạc cộng NO2 cộng với O2. Rồi NO2 này cộng oxy cộng nước ra HNO3. Đúng rồi. Rồi số 3, số 4. Trăm. Số 3, số 4 làm thầy trăm. Đúng rồi. Rồi đúng rồi. Rồi H2O4 làm sao ra NH4 hai lần SO4. Từ axit nè trở thành muối nè. Muối amoni. Rồi cộng gì? Được trăm. Số 4 này dùng gì trăm? Cộng cái gì mà tạo ra góc NH4 nè? NH3 cộng amoniac á. Cộng amoniac ha. Amoniac cộng với axit sẽ tạo ra muối amoni. Ví dụ như NH3 mà cộng HCl á, thì sẽ tạo ra là NH4Cl. Đó, như vậy ha. Em sửa vô. Đó. Mình qua câu 3 nha tụi em. Xong hết chưa? Rồi ok. Thank you.
Rồi chưa các em? Hay qua câu 3 nha. Câu 3. Biết phản ứng chứng minh. Viết phương trình chứng minh nitơ có tính oxy hóa khi rõ số oxy hóa thay đổi của nitơ. Rồi HNO3 có tính axit. Câu B, chứng minh AlOH3 là hydroxit lượng tính. Rồi các em suy nghĩ đi, lật lật tập lại coi này. Nãy là được 3 điểm rồi, tới câu 3 được 3 điểm. Hiếu chứng minh cho thầy nitơ có tính oxy hóa đi Hiếu. Ok. Thì số oxy hóa của nitơ thay đổi từ nhiêu thành nhiêu em? Phải xuống chứ. Đúng rồi. Nitơ cộng hydro tạo ra NH3. Thì số oxy hóa của nitơ trong nitơ N2 là 0, trong NH3 là âm 3. Rồi. Chứng minh HNO3 có tính axit. Uyên chương làm thầy Uyên chương. HNO3 có tính axit. Có tính axit thì mình cho nó sử dụng với bao giờ? Cái nào là bao giờ thường gặp á mà cho nó tác dụng? Cộng với 3 giờ cho nó dễ em. Cái 3 giờ nào mà thường gặp nhất? Cái 3 giờ nào mà mình hay gặp nhất? Thông dụng luôn. Đúng rồi, cộng với nào hết? Ra gì em? HNO3 cộng với NOH sẽ ra cái gì? H2O cộng với gì em? Đâu, HNO3 cộng với NOH sẽ ra muối gì? Nó phải tạo ra muối chứ. Tạo ra muối với nước đúng không? Ví dụ ở đây HNO3 thì nó sẽ tạo ra muối NaNO3. Rồi, rồi thầy cảm ơn. Được chưa? Thì tụi em có thể là cộng với KOH cũng được, cộng với Na2O cũng được. Nhưng mà thầy thấy cộng với NaOH là dễ viết nhất ha, đỡ sai. Cho mình cộng nhiều thứ. Rồi.
Câu B, AlOH3 là hydroxit lượng tính. Như vậy để chứng minh nó lượng tính thì nó phải tác dụng được với axit và tác dụng được với bazơ. Đó, chúng ta viết hai phản ứng ra, AlOH3 vừa tác dụng được với axit, AlOH3 vừa tác dụng với bazơ. Uyên Trịnh làm hay đi Uyên Trịnh. Không không, người ta yêu cầu viết phản ứng chứng minh chứ không phải là viết phương trình điện ly. Chứng minh là mình phải viết phương trình hoàn chỉnh, ví dụ AlOH3 cộng với HCl đi ha. Rồi AlOH3 cộng với NOH là mình viết hai phương trình đó để chứng minh nó là lượng tính đó. Rồi bây giờ cộng HCl ra cái gì em? Rồi đúng rồi, phải AlOH3 cộng với NOH. Đúng rồi. Ta viết hai phản ứng ra, AlOH3 cộng HCl ra LCl3 cộng với nước, rồi AlOH3 cộng với NOH ra NaLO2 và nước. Mình qua câu 4 là một câu tính toán. Câu 3 xong chưa các em? Thầy qua nha. Câu 4 dùng định luật bảo toàn điện tích để bảo toàn hóa lượng. Rồi các em nhìn đi các em. Cái này của chương 1 ha các em. Cái định luật bảo toàn điện tích này ở chương 1. Nhớ không? Bài này chúng ta sẽ tìm biết là dựa vào bảo toàn điện tích. Đó. Bảo toàn điện tích thì mình sẽ có là tổng điện tích dương bằng tổng điện tích âm. Và tìm M thì mình lấy khối lượng của 4 ion này chúng ta cộng hết lại là ra được khối lượng nha.
Quang Huy, Quang Huy làm thầy Quang Huy. Không phải 5 nhân 1, rồi. Rồi. Đúng rồi. Rồi, ok luôn. Rồi, x ra nhiêu em? Rồi, đúng rồi ha. Như vậy câu này mình sẽ dùng bảo toàn là điện tích. Điện tích dương sẽ bằng điện tích âm. Như vậy điện tích dương là mình có hai ohm nè, là K cộng với su 2 cộng. Vậy mình sẽ có là 0,5 nhân 1 cộng 0,2 nhân 2. Đó. Là điện tích dương của K cộng với su 2 cộng nè bằng điện tích âm là 0,3 nhân 2. Thì giờ tôi 4 2 trừ ha các em, nhân điện tích là 2 trừ á cộng với x nhân 1. Đó, tính ra x bằng 0,3. Rồi. Rồi tính cho thầy M luôn đi Huy. Rồi. Em đọc kết quả luôn cho thầy đi. Nó bấm máy lại rồi ra kết quả khác này. Đó, mình sẽ có là khối lượng của kali là 0,5 nhân 39 ha, khối lượng của đồng là 0,2 nhân 64, khối lượng của góc SO4 là 0,3 nhân 96, còn với khối lượng của góc nội 3 trừ là 0,3 nhân 62. Bấm máy lại đi Huy. Ok, 79,7 g. Đúng rồi ha. Thôi các em sửa vô.
Rồi thầy qua nha các em. Thầy qua câu số 5. Câu 5 là một câu toán BH. Toán BH cùng ở chương 1 luôn. Rồi, rồi coi đề là suy nghĩ làm thầy gọi ha. Nhớ không? Cái BH còn nhớ không? BH thì mình sẽ tính dựa vào nồng độ mol của H cộng ha. Nhưng mà bài này người ta cho 3 giờ thì mình sẽ tính dựa vào từ cái nồng độ của OH trừ, chúng ta suy ra nồng độ của H cộng và tính BH. So bài này nhớ không so? Bài này nhớ không so? Huy, Nhất Huy làm thầy Nhất Huy. Rồi tính thầy cả bao nhiêu? Rồi sao nữa? Đúng rồi. Suy ra số mol của OH trừ cũng là 0,03 luôn. Tại vì chúng ta có này các em, KOH có một OH thôi. Vì vậy nó sẽ điện ly ra OH trừ ha. Thì cái số mol của OH trừ sẽ bằng số mol của KOH, cũng bằng 0,03. Rồi tiếp đi Huy. Rồi mình sẽ tính gì? Đúng rồi, tính nồng độ mol của OH trừ. Rồi mình sẽ lấy 0,03 chia cho hệ tích là 3 lít. Rồi ra nhiêu? 0,01. Rồi, và sao nữa? Đúng rồi, tính nồng độ H cộng. Chúng ta tính nồng độ của H cộng thì dựa vào công thức ha các em. Nồng độ mol của H cộng sẽ bằng 10 mũ trừ 14. Này công thức thôi. Chia cho nồng độ mol của OH trừ. Đó. Thì ra bao nhiêu Huy? Đúng rồi, 10 mũ trừ 12. Rồi từ cái này chúng ta sẽ tính BH ha. BH bằng trừ log của nồng độ H cộng thì ra bao nhiêu Huy? Rồi bằng trừ log. Trừ log thì cái trên máy tính có khó ha các em. Các em cứ lấy máy tính thôi. Chúng ta nhập trừ log rồi 10 mũ trừ 12. Rồi ra 12 mà. BH không có đơn vị ha. Rồi đúng rồi.
Bài này bạn nào không hiểu chỗ nào hỏi hay lại thì giải thích cho nè. Cái này cũng học cũng lâu rồi, ở học ở chương 1 rồi. À, mình được 5 điểm rồi ha. 5 điểm rồi. Câu 6. Câu 6 là một câu nhận biết. Rồi, nghe nhìn đề trước đây rồi hay gặp nha. Nhận biết các dung dịch sau: kẻ bản đi hiện tượng không biết phản ứng. Đây có HNO3 nè, K2SO3, H2O4 và NaNO3. Đó. Vậy cô em mình sẽ làm gì để nhận biết bốn dung dịch này? Câu A. Quang, Quang làm thầy câu A không Quang? Mình sẽ dùng gì để nhận biết em? Rồi, nói thầy hiện tượng thôi. Bỏ HCl vô hiện tượng sẽ ra. Ừ, K2SO3 có thoát ra khí CO2 đúng không? Rồi, tiếp tục em, mình dùng gì nhận biết tiếp? Rồi, dùng vi tím được luôn. Dùng vi tím mình sẽ nhận nhận sao hiện tượng sao? H24 hóa đỏ, đúng. Rồi nào nữa? Cái HNO3 cũng hóa đỏ à. HNO3 cũng hóa đỏ đúng không? Nhưng mà NaNO3 thì không đỏ màu. Như vậy thì mình có thể nhận biết được NaNO3. Tại hai hàng kia hóa đỏ, còn hàng này không đỏ màu thì chúng ta nhận biết được cái hàng không đỏ màu ha. Rồi giờ giữa HNO3 và H2O4 mình sẽ dùng gì nhận biết tiếp? H
Giống gì? Dùng BaCl2 đúng rồi. Thì hiện tượng rồi đúng rồi. Được rồi. Thế đây chúng ta sẽ dùng HCl, nhận biết trước. Đó, chỗ K2SO3 thì có khí CO2 thoát ra. Rồi ba chất còn lại không có hiện tượng. Sau đó mình dùng quỳ tím thì chỗ HNO3 sẽ hóa đỏ nè. H2O4 hóa đỏ. NaNO3 không đỏ màu. Sau đó mình dùng BaCl2 để nhận H2O4 có cái tụ trắng, còn HNO3 còn lại. Đó. Thì chỗ này á, chỗ này nếu bạn nào không dùng BaCl2 trước cũng được nữa. Thay vì dùng quỳ tím thì bạn dùng BaCl2 trước thì chúng ta sẽ nhận H2O4 trước ha. Rồi giữa HNO3 và NaNO3 mình sẽ dùng quỳ tím. Đúng rồi. Không vượt qua câu B. Câu B anh Thi làm bài đi Thi. Rồi. Ở đây người ta cho mình bốn cái muối. Bốn cái muối thì bài gì mà tè muối không, muối gốc nộ ba không, thì ở đây mình thấy gốc nộ ba giống nhau hết rồi, như vậy mình sẽ nhận biết dựa vào cái gốc kim loại ha, cái Mg2 cộng, Cu2 cộng, Zn2 cộng, Fe3 cộng, nó sẽ có hiện tượng gì xảy ra. Giống gì thầy? Quên rồi hả? À, bạn nào biết trả lời thì nghe coi mình sẽ dùng cái gì để nhận biết câu B em. NaOH. Rồi thêm miếng nữa NaOH sau thôi. NaOH dư, đúng rồi. Và bên này mình sẽ dùng NaOH dư hay các em.
Thì hiện tượng là khi mà bỏ NOH vào MgNO3 hai lần á, thì cái Mg2 cộng với kết hợp OH trừ sẽ tạo ra MgOH2 kết tủa màu trắng ha. Rồi CO kết hợp với OH trừ ra COOH2 kết tủa màu xanh. Rồi Fe kết hợp với OH trừ ra FeOH3 kết tủa màu đỏ. Còn kẽm nè, cái kẽm này Zn2 cộng nó sẽ kết hợp OH trừ nó ra kết tủa trắng. Nhưng mà cái hàng ZnOH2 nó lượng tính, nó lại kết hợp tác dụng với NOH dư nữa, nên nó bị tan dần. Nên hai kết tủa, một cái kết tủa không tan với một cái kết tủa tan, mình sẽ nhận biết được. Okay. Nên bài này chỗ này á phải có chữ dư mới đúng. Nếu mà không có chữ dư là chúng ta không nhận biết được Mg2 cộng với Zn2 cộng. Phải có chữ dư chúng ta mới phân biệt được Mg2 cộng với Zn2 cộng. Nha. Rồi cho em sửa vô. Được 6 điểm rồi.